TikToker ngồi xổm trên băng truyền hành lý thách thức cộng đồng mạng, những thành phần thua kém gà tô mình. Những ngày gần đây trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện các trường hợp người trẻ vì để quay video đăng tải lên nền tảng TikTok mà vi phạm các quy định tại các không gian công cộng. Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện clip quay một cô gái thản nhiên ngồi xổm trên băng truyền hành lý tại sân bay, mặc ánh mắt dò xét của các hành khách khác đang chờ lấy hành lý. Cô gái này đăng tải lên TikTok kèm dòng trạng thái bất kể đời lạc trôi. Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền, nhiều cư dân mạng bày tỏ không đồng tình và chỉ trích hành động của cô gái. Người này sau đó đã xóa clip và viết lên Facebook cá nhân: "Hôm nay mình sẽ quay clip nói xin lỗi về việc sai mà mình lỡ quay TikTok vài giây trong sân bay." Được biết sự việc xảy ra hôm 20 tháng 7, hành khách được xác định tên HTTK, ngồi ghế 5D, đi chuyến bay QH1044 từ Côn Đảo về thành phố Hồ Chí Minh. Theo camera an ninh sân bay ghi lại, nữ hành khách đã cố tình trèo lên băng truyền hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sau khi bị chỉ trích thì cô nàng không có chút gì hối lỗi về hành vi của mình, thậm chí cô còn tỏ ra vui vẻ vì đã được PR miễn phí, công việc làm ăn được thuận lợi. Một ngày bỗng dưng nổi tiếng không hề thấy buồn những thành phần thua kém gà to với mình. Vô tình kinh doanh được nhiều người để ý hơn, người này nói. Info của cô gái xinh theo đó cũng được truy lùng và càng bất ngờ hơn khi cô nàng không phải là một TikToker vô danh mà là á hoàng cuộc thi Hoa Khôi Doanh Nhân 2018. Cô nàng hiện là giám đốc một thẩm mỹ viện tại thành phố Hồ Chí Minh và từng đạt top 5 doanh nhân tiêu biểu xuất sắc năm 2019. Không chỉ vậy, nữ doanh nhân xinh đẹp HKT còn vinh dự được ngồi vị trí hội đồng thẩm định trong sự kiện thời trang hot nhất mùa hè 2022, fashion show CEO and Kids cùng các vị ban giám khảo như Hoa hậu Diễm Hương, diễn viên Phương Hằng. Hiện trang cá nhân của T đang bị cộng đồng mạng tấn công rầm rộ. Tại đây, cô cũng từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc chạy nhặng tại khu đậu máy bay, nhưng có lẽ hành động ngồi trên băng truyền hành lý nhận về nhiều chỉ trích nhất. Phản ứng ngông nghênh, coi thường pháp luật và chuẩn mực xã hội của cô gái này đã bị cư dân mạng chỉ trích kịch liệt. Nhiều ý kiến cho rằng cần cấm bay cô gái này để làm gương, tránh các trường hợp tương tự coi thường an toàn và nội quy hàng không. Cấm bay vài năm để coi có đi đâu làm ăn được không, coi thường pháp luật thế là cùng, nghĩ vậy hay. Cấm bay đi ạ, chứ nhiều thành phần sống ảo như vậy lại ảnh hưởng đến công việc của các anh chị sân bay, đâu đó vì những lượt đẩy view hay TikTok bắt trend mà làm nhiều người phải bị kỷ luật thôi việc. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết hành vi của cô gái trong clip là cố tình vi phạm các quy định về an ninh an toàn tại nhà ga hàng không. Hành khách vô tình, không biết việc mình làm là vi phạm quy định là chuyện khác, nhưng ngồi lên băng truyền hành lý để quay clip là hành vi cố tình. Nếu biết quy định không được ngồi lên băng truyền hành lý mà cố tình thực hiện thì hành vi này mang tính chất gây rối, nên thuộc hành vi có thể xem xét cấm bay, ông Thắng giải thích. Ông cũng cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh thời điểm nơi xảy ra sự việc cô gái ngồi trên băng truyền hành lý quay clip để có biện pháp xử lý. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp hành khách vi phạm các quy định về an ninh an toàn hàng không, gây xôn xao dư luận, như vụ hành khách cài điện thoại trên cửa sổ máy bay. Trước tình trạng nhiều người trẻ vô ý thức khi quay video TikTok, đã có ý kiến cho rằng Việt Nam nên cấm sử dụng TikTok và được rất nhiều người đồng tình. Ngồi trên băng truyền hành lý để quay TikTok thì dù có tạo dáng hay tạo thế ngồi ra sao cũng đã không được chấp nhận. Và trên thực tế, hành vi bị cấm cộng với dáng ngồi phản cảm cũng phần nào làm ảnh hưởng đến tư cách người thực hiện hành vi bị cấm trên trong con mắt của bao người chứng kiến xung quanh và dư luận.